Vĩnh Nguyên tiếp tục gây ấn tượng tốt với câu lạc bộ Cádiz. Vĩnh Nguyên nhận nhiều lời có cánh từ phía ban huấn luyện câu lạc bộ Cádiz. Mới gần đây thì các cầu thủ của đội B Cádiz đã có những đánh giá về Vĩnh Nguyên, cậu ấy xử lý bóng ổn bằng chân trái thật sự theo phản ánh của các cầu thủ Cádiz. Không thể cướp được bóng từ chân của Vĩnh Nguyên. Khả năng chạm bóng bước 1 và dê dắt của Vĩnh Nguyên là điểm mạnh mà chúng tôi sẽ tập trung huấn luyện và nâng cao cho cậu ấy. Ngoài ra những đường chuyền dài và khả năng phối hợp tạo nên hình tam giác với các đồng đội khi luân chuyển bóng của Vĩnh Nguyên cũng là kỹ năng mà chúng tôi thấy có thể phát triển thêm. Cádiz gửi báo cáo tới Việt Nam. Báo cáo của câu lạc bộ Cádiz cũng khẳng định, nhiều người cho rằng cựu sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ mất rất lâu để hòa nhập với đội bóng mới, nhưng anh chỉ cần 3 ngày. Trước đó không lâu, tiền vệ Việt Nam đã gây ấn tượng khi ghi 4 bàn thắng trong buổi đá tập nội bộ của đội B Cádiz, khiến các cầu thủ của U18 Cádiz phải trầm trồ chán thán phục. Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002 ở Hà Tĩnh, cầu thủ này bắt đầu trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sau đó đã được đôn lên khóa 4 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG với sự tiến bộ vượt bậc. Tiếp đến, Vĩnh Nguyên được Thành phố Hồ Chí Minh đưa về thi đấu vì lễ. Son Heung-min được Hàn Quốc triệu tập đấu Việt Nam. Tuyển Hàn Quốc đã công bố danh sách chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Việt Nam, trong đó có sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min. Cụ thể, Son Heung-min được huấn luyện viên Jurgen Klinsmann triệu tập trong bản danh sách 24 cầu thủ Hàn Quốc sẽ đá giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 17 tháng 10 và đây là trận đấu quan trọng với thầy trò ông Cho Seo để biết được năng lực thực sự cho tham vọng World Cup 2026. Ngoài ngôi sao Heung-min Son, Hàn Quốc có Kim Min-jae của Bayern, Lee Kang-in của PSG, Wang Uizo của Norwich City, Lee Kang-jin của Man 05, Jeon Woo-jeong của VfB Stuttgart. Trước khi đối đầu với tuyển Việt Nam, gian sao của Hàn Quốc có trận đấu gặp Tunisia vào ngày 13 tháng 10. Hàn Quốc sẽ thi đấu giao hữu 2 trận trong tháng 10. Sức ép dành cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đang khá lớn trong thời gian qua. Nhà cầm quân người Đức cần những trận thắng ấn tượng để có được niềm tin của người hâm mộ xứ Kim Chỉ. Trong quá khứ, Son Heung-min từng đối đầu với những Quang Hải, Văn Toàn, Văn Hậu tại ASEAN 18. Olympic Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở bán kết, bàn thắng duy nhất của Việt Nam đến từ siêu phẩm đá phạt của tiền vệ Trần Minh Vương. Trận đấu giao hữu sắp tới là cơ hội để Quang Hải, Văn Toàn, Văn Hậu cho thấy sự trưởng thành sau ASEAN 18. Đây cũng là thời điểm huấn luyện viên Châu Siêu chứng minh tài cầm quân với chi lý kiểm soát bóng và tấn công. Huấn luyện viên Gong Eun-kin bị từ chối tại V-League vì đòi lương không tưởng. Các đội bóng V-League được cho là không thể chấp nhận mức lương quá cao của ông Gong Eun-kin. Trong thời gian gần đây thì nhiều thông tin cho hay huấn luyện viên Gong Eun-kin đang muốn trở lại Việt Nam để tiếp tục làm việc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là sẵn sàng gia nhập một đội bóng đang thi đấu tại V-League. Những yêu cầu đầu tiên của huấn luyện viên Gong Eun-kin là đội bóng đó phải có tiềm lực tài chính tốt, cùng với đó là khát khao cạnh tranh danh hiệu. Tất nhiên thì với danh tiếng của mình, ông Gong Eun-kin đã được nhiều đội bóng đánh tiếng quan tâm. Một nguồn tin mới đây khẳng định các đội bóng V-League dù rất muốn có sự phục vụ của huấn luyện viên Gong Eun-kin nhưng sau đó họ đã lắc đầu vì yêu cầu về lương của nhà cầm quân này. Cụ thể, người từng được huấn luyện viên Park đề xuất cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn nhận mức lương lên đến 700 triệu đồng một tháng. Đây là con số cố định và chưa bao gồm các khoản phí về thuế hay thưởng. Cạnh đó, ông Gong Eun-kin còn muốn có 2-3 trợ lý người nước ngoài làm việc và tổng chi phí cho đội ngũ này lên đến khoảng 2 tỷ một tháng. Đây là con số quá cao mà hầu hết các đội bóng Việt Nam đều khó có thể đáp ứng. Vì vậy, mặc dù tài năng của nhà cầm quân sinh năm 1974 là rất lớn nhưng các đại gia V-League có lẽ cũng đành bó tay. Trong quá khứ, ông Gong Eun-kin từng đưa Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. Nhưng đến đầu năm 2023, ông quyết định chia tay bóng đá Việt Nam để trở về Hàn Quốc tiếp tục theo học và lấy bằng AFC Pro, bằng huấn luyện viên cấp cao nhất của AFC. Tuyển Việt Nam chính thức hội quân. Hôm nay ngày 2 tháng 10, Việt Nam chính thức hội quân để có thể chuẩn bị cho 3 trận đấu giao hữu chất lượng trong dịp FIFA Day tháng 10 với đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Gần một nửa trong số 33 cầu thủ tuyển Việt Nam được trao cơ hội trong lần tập trung này. Trong lần tập trung này, ông Châu Siêu đã kết hợp những học trò trẻ đã cùng ông trải qua nhiều giải đấu từ đầu năm. Bên cạnh hàng loạt cái tên giàu kinh nghiệm, lực lượng chủ lực ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là những chiến binh đã thành danh, dày dặn kinh nghiệm và đã khẳng định được vị trí của mình. Có thể dễ dàng điểm được những cái tên trong danh sách được triệu tập như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Phạm Tuấn Hải. Bất ngờ cũng đã đến khi nhiều gương mặt kỳ cựu như Nguyên Mạnh, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Công Phượng, Văn Quyết không được triệu tập. Huấn luyện viên người Pháp đã bất ngờ khi loại Văn Quyết và đặc biệt là Công Phượng. Nếu như Văn Quyết có vẻ như đang chịu tình hình tương tự như dưới thời của ông Park Hang-seo, cũng như là tạo được sự ổn định trong những năm tiếp theo. Trong danh sách triệu tập đội tuyển của ông Châu Siêu có nhiều cái tên thuộc nữ 23 Việt Nam, Hồ Văn Cường là một trong số này. Trong những ngày gần đây tập luyện, đội sẽ không có nhóm các cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Theo đó, Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đang chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Câu lạc bộ Hà Nội đến làm khách trên sân của Urawa Red Diamond của Nhật Bản ngày 4 tháng 10 tại AFC Champions League.
bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lịch sử tại World Cup 2026 và trước mắt vòng loại thứ hai World Cup là giải đấu mà thầy trò ông Solskjaer phải thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất. Loạt trận FIFA League tháng 10 được đánh giá quyết định cho khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình mang tính lịch sử. Toàn đội sẽ có gần một tuần tập luyện vào ngày 8 tháng 10. Tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA League tháng 10, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp Uzbekistan ngày 13 tháng 10. Times don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky up.